Tử vi tuổi Thìn 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ không bao giờ chịu bó buộc mình trong không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ luôn muốn vươn tới bầu trời cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển khẳng định bản thân của người tuổi Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Bước sang năm 2021, tuổi Thìn sẽ phải chịu sức ép lớn của Thái Tuế, khiến vận khí của con giáp vô cùng thăng trầm, biến động một cách mạnh mẽ. Vậy đứng trước sức ép lớn đó, trong 6 tháng cuối năm, người tuổi Thìn sẽ gặp phải khó khăn gì? Và với tính cách mạnh mẽ của mình, người tuổi Thìn có thể vượt qua được vận hạn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của những người tuổi Thìn. Đặc biệt là phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021. Bước sang năm 2021 sẽ không còn là thời kỳ bình ổn. Trái lại, cuộc sống của người tuổi Thìn trong nửa cuối năm Tân Sửu sẽ có rất nhiều biến động. Vận khí của tuổi Thìn trồi sụt rất mạnh, lúc thăng hoa tột đỉnh, khi lại tụt dốc đảo điên. Nếu không vững vàng tâm trí, e rằng bản mệnh sẽ đón một khoảng thời gian vất vả và áp lực. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ chịu tác động lớn của cục diện và Thái Tuế, lại thêm kiếp tài ảnh hưởng, phương diện tài lộc vì thế mà biến động rất mạnh. Cộng thêm sẽ hao tài vì tin nhầm người, bị kẻ xấu hãm hại hoặc đối tác, bạn hàng gian dối. So với thời gian đầu năm thì công việc áp lực hơn khi mà khối lượng tăng dần, trách nhiệm càng ngày càng nặng nề. Càng lúc khó khăn, bản mệnh càng cần phải đầu tư, phát triển bản thân hơn về kỹ năng, chuyên môn và các mối quan hệ xã giao. Làm được điều đó, người tuổi Thìn mới có cơ may lội ngược dòng, phát triển sự nghiệp thêm phần rực rỡ, bất chấp hoàn cảnh tác động. Hơn nữa, trong thời gian này, người tuổi Thìn cát tinh thì ít, còn bị hung tinh lấn át. Cho nên tuổi Thìn làm gì cũng phải thận trọng, suy tính, lập kế hoạch rõ ràng rồi mới tránh được thất bại. Việc làm ăn cũng cần nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, chỉ cần có dấu hiệu mờ ám, lập tức sẽ có quan sách và thương quan tác động, vừa gây hao tài lại khiến bản mệnh vướng vào vòng lao lý. Chính vì vậy, để có một năm bình ổn, người tuổi Thìn nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của người tuổi Thìn trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Người tuổi Thìn vốn rất coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan, tiến chức. Vì thế mà luôn được lãnh đạo trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng, giao phó trọng trách. Tuy nhiên, trong thời điểm này, do chịu ảnh hưởng lớn từ Thái Tuế 2021 mà công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, còn bị tiểu nhân quấy phá, gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Những điều đó khiến cho tinh thần của bản mệnh dần bất ổn, liên tiếp phạm sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Đây chính là thời điểm để bản mệnh tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu để tìm ra nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái được thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. May mắn là trong thời điểm này có thiên đức cát tinh hỗ trợ, người tuổi Thìn vẫn được quý nhân phù trợ, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt. Cho nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng thành công. Ngoài việc chủ động thì bản mệnh cũng cần sự may mắn và thuận lợi ở bên mình. Bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam giáp, khai vận, thân, tí, thìn để kích hoạt tài lộc, chiều cát lành, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt, vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi, phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Về mặt tài lộc, tiền bạc, tử vi 6 tháng cuối năm Tân Sửu cho thấy rằng phá Thái Tuế mang điểm báo về sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, khiến con đường kiếm tiền và làm giàu của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi. Tài vận trong thời gian này kém sắc, kiếm tiền khó khăn hơn, thậm chí một số tư nhân rơi vào tình trạng phá tài, lãi không bù được lỗ, căn lỗ liên tục. Cơ hội việc làm đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Hơn nữa, còn có kiếp tài hung thần mang điểm báo phá tài, thu nhập từ nhiều nguồn của bản mệnh giảm sút, áp lực kinh tế lớn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn, nợ nần. Thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên quan đến pháp luật. Người tuổi Thìn cần cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi trước mắt mà vướng hoạn lao ngục, sát thân. Cho nên trong thời gian sắp tới, mệnh chủ tuổi Thìn cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm để phòng bất trắc. Ngoài ra, các thầy phong thủy khuyên người tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp hóa giải các vận hạn và xua đuổi những hành tinh, hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn, tài lộc đến cho bản mệnh. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân bảo vệ, tương trợ tuổi Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi cho thấy rằng phá Thái Tuế đại diện cho yếu tố thứ ba xen ngang tình cảm lứa đôi, khiến đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống, gia đạo vì thế mà khó bề yên ổn lâu dài. Với những cặp vợ chồng thì trong thời gian này tần suất cãi vã gia tăng, bản mệnh cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, kẹo đó là cơ hội tốt cho kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình. Với người độc thân, nửa cuối năm Tân Sửu sẽ ít có đào hoa tinh trừ mệnh, tình duyên vẫn khá trắc trở, mặc dù có không ít đối tượng vây quanh. Nhưng người tuổi Thìn khó chấp nhận tình cảm vì chưa tìm được người thực sự phù hợp. Có thời điểm được thiên đức hợp, quý nhân, xe duyên, tuổi Thìn sẽ được mai mối, gặp đối tượng tốt. Tuy nhiên, tình cảm kéo dài, khó bền lâu do nội tâm nhiều mâu thuẫn. Nếu không thay đổi, e rằng tình trạng cô đơn còn kéo dài. Vì vậy, để có thể hóa giải và kích hoạt tình duyên, tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng vận đào hoa, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ cho người tuổi Thìn trong năm 2021. Về mặt sức khỏe, trong 6 tháng cuối năm 2021, áp lực từ công việc, tiền bạc và xung đột về tình cảm khiến tinh thần của tuổi Thìn bất ổn và nhiều lo toan căng thẳng. Vì thế mà sức khỏe giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn không mắc bệnh tật nghiêm trọng hay các bệnh hiểm nghèo. Có ốm đau cũng qua loa, nhanh khỏi, gặp được thầy, được thuốc. Cục diện Thái Tuế cũng tác động khá mạnh tới phương diện sức khỏe. Tuổi Thìn nên chú trọng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, tranh thủ nghỉ ngơi, tránh áp lực quá lớn về tâm lý và chủ động chia sẻ, tham gia các hoạt động tập thể để giải tỏa áp lực, nâng cao đời sống tình cảm. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý vấn đề an toàn khi đi lại hoặc trong lao động, đề phòng tai nạn bất ngờ ập tới, hạn chế từ những nơi đèo cao vực sâu, đề phòng bất trắc. Và để đảm bảo hơn nữa thì người tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp bản mệnh hóa giải cục diện, xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Thìn trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Thìn trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Thìn trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tử vi có nói rằng 6 tháng cuối năm Tân Sửu có thể nói là thời điểm khá khó khăn đối với các bác sinh năm 1964. Bởi các bác sẽ phải đương đầu với cục diện Sửu Thìn tương phá. Vì vậy, sự nghiệp của các bác khó có thể đạt được những bước thăng tiến thuận lợi, mục tiêu đặt ra cũng khó có thể hoàn thành được như mong muốn, thậm chí còn dễ vướng phải chuyện thị phi do đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Tình hình tài chính cũng không có nhiều dấu hiệu tích cực, nếu nóng vội đầu tư có thể rơi vào cảnh tổn thất không đáng có. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp cũng như gia đình của các bác. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Năm 2021 không phải là một năm quá thuận lợi đối với những cô chú tuổi Bính Thìn. Vì vậy mà cô chú cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn. Thực chất, cô chú tuổi Bính Thìn vẫn còn khá trẻ tuổi, do đó chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi những biến cố mà mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc trong tương lai. Ngoài ra, chuyện đầu tư, kinh doanh các cô chú cũng chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công của cô chú trong thời gian này. Tử vi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tử vi có nhắc nhở rằng anh chị tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 sẽ phải đối diện với một khoảng thời gian dài đầy trắc trở. Anh chị sẽ vướng phải cạnh tranh với đồng nghiệp, đối thủ khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân rình rập cũng khiến anh chị khó tìm được lúc thả lỏng tinh thần. Nếu không có cách giải tỏa những điều này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Tình hình kinh tế cũng không mấy dư dả, anh chị cần chú ý chi tiêu, không nên vội đầu tư vào những hạng mục thu lại lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Nửa cuối năm 2021, các bạn tuổi Canh Thìn có thể phải học cách một số việc không được như mong muốn của mình. Trải qua việc này, có thể các bạn sẽ trưởng thành hơn và dũng cảm hơn khi đối diện với cuộc sống. Quan hệ xã giao của tuổi Canh Thìn trong thời gian này cũng không được lý tưởng, vì vậy các bạn cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận những người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Ngoài ra, tình cảm gia đình không mấy thuận lợi cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của các bạn. Cho nên, bạn cần phải có cách cân đối và giải quyết sao cho hợp lý, chứ nên đẩy mọi chuyện lên quá cao, khiến mọi người trong cuộc đều phải chịu tổn thương. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khung cát từng tháng của tuổi Thìn trong vận trình 6 tháng cuối năm. Tháng 7 âm lịch. Kế hoạch trọng điểm của người tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch chính là kiếm tiền. Sẽ có rất nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp cho bản mệnh lựa chọn. Bản mệnh chỉ cần cân nhắc xem mối đầu tư nào là phù hợp với năng lực của mình và có khả năng mình phát triển trong tương lai. Nếu cố gắng làm việc, đến cuối tháng bản mệnh sẽ nhận được một khoản lời lãi hậu hĩnh. Ngoài ra, những mệnh chủ tuổi Thìn đang làm công ăn lương nên tự tin trong việc thể hiện quan điểm, ý chí cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều đó, bản mệnh sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, những mệnh chủ tuổi Thìn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang lại cho bản mệnh nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Cho nên bản mệnh cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Trong các mối quan hệ, bản mệnh có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ quan hệ với những người khác giới, bởi dù có không tiến tới tình yêu thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Tử vi tháng 9 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của người tuổi Thìn lại trở nên khá ảm đạm. Bản mệnh ít gặp được chuyện như ý muốn, nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh. Ngoài ra trong tháng này, bản mệnh cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng rồi cuối cùng thiệt hại lại do chính mình gánh chịu. Trong thời điểm này, bản mệnh cần bình tĩnh xem mình mong muốn điều gì, mình làm thế nào để đạt được điều đó, cũng như điều gì mình nên buông bỏ, không nên quá cố chấp khiến bản thân mệt mỏi. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với người tuổi Thìn. Công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để bản mệnh vươn lên khẳng định bản thân. Có lẽ vì thế mà bản mệnh chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Tuy nhiên, sức khỏe sẽ xảy ra nhiều vấn đề trong thời điểm này. Bản mệnh cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc tham gia giao thông, nếu không sẽ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng này cũng không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 âm lịch. Đến tháng 11 âm lịch, tài vận của người tuổi Thìn có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Tuổi Thìn có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn so với khoảng thời gian trước đó. Những người tuổi Thìn làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Chỉ cần cố gắng là sẽ nhận được phần thưởng. Không những vậy, chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Tuổi Thìn còn độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho những người có mới triển vọng. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp, tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, vận trình của người tuổi Thìn không rực rỡ như tháng trước đó, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Bản mệnh nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua, để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của bản mệnh trong tháng Chạp đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Ngoài ra, những người tuổi Thìn còn đang độc thân nên cởi mở hơn trong những mối quan hệ xã giao, chứ nên phụ thuộc vào người khác. Còn những người tuổi Thìn đã có gia đình nên biết bao dung, thấu hiểu cho nửa kia nhiều hơn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Thìn. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và luôn ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.